Một nhóm nữ sinh ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An ra hồ nước tắm mát thì bốn em bị đuối nước. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả bốn em tối 25 tháng 4. Chiều 25 tháng 4, ông Ngô Sĩ Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, cho biết vụ đuối nước thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày. Thời gian trên, do nắng nóng nên một nhóm 6 em học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn rủ nhau vào hồ nước tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát. Trong lúc tắm, cả 6 em sẩy chân xuống khu vực nước sâu và chìm dưới hồ. Trong lúc hoảng loạn, 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em bị đuối nước. Nhận được tin báo, chính quyền xã Nghĩa Lộc đã huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Đến 18 giờ tối 25 tháng 4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nữ sinh còn lại. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộc, cho biết hồ nước nơi các em gặp nạn rộng chừng 2 hecta đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Thời điểm gặp nạn, nhóm nữ sinh lớp 8 trên đường đến trường học thêm đã rủ nhau tới hồ nước trên để tắm mát. Chính quyền xã và huyện Nghĩa Đàn đang tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Hồ nước nơi các học sinh gặp nạn là hồ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, có nhiều nơi sâu hơn 3 mét. Mới đây ngày 13 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em trong bối cảnh mùa hè đang tới gần, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.